Ok, và hai, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Yeah, thì là mình đây, Hương Hùng đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay tựa game Assault hay phục kích ấy nhỉ? Giờ lắm kích quá mình không nhớ luôn. Từ tập kích này, truy kích này, xuất kích, phục kích, biệt kích, rồi còn cái gì kích nữa thì tương lai nữa các bạn sẽ biết. Ok, thì ở đây mình sẽ theo nhiều của anh em là mình chơi chế độ zombie của tựa game phục kích này. Phục kích nhưng mà thời gian chưa ra đâu. Trong tháng 12 này chắc chắn là phục kích sẽ ra. Mình đọc được trên trang chính, trang chủ của tập, trang chủ của phục kích nhá. Thì ok, giao diện của game như là tập kích vậy. Chúng ta có cái thông báo sự kiện ở đây, đăng nhập hàng ngày để nhận quà. Mình nhận được AWM, được lục, demon, mảnh ghép thôi và vàng. Nói chung là nó khá là ok. Nhận súng toàn súng VIP không? Chị hình là quạn nhận được cây sniper này. Bên này là đăng nhập nhận rìu này, à nhận lục côn này. Úi giời, ngon vãi. Bên này là sự kiện online gì đấy, nhưng mà mình khá là ngu tiếng Trung cho nên mình chả bao giờ đọc tiếng Anh cả. Đó, tách lời nhiệm vụ này. Đó, giới thiệu qua một tí thôi. Nhận M4A Fusion. Đó, lên level luôn. Ô, cái máu chỉ lên level 2 nhỉ? Ồ, mình đăng nhập lộn tài khoản Gmail rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, chơi là cứ chơi à. Đấy, đặc biệt mình sẽ vào trang bị một cái số súng. Mình vào để còn chơi zombie. Đấy, trang bị lục gun với lại combo gun này là ok rồi. Chế độ zombie trong cái tựa game xuất phục kích này thì nó sẽ khác biệt hơn so với lại tựa game tập kích một tí thôi. Nhưng mà nó rất là hay. À, mình sẽ vào cài đặt một tí nhá. À, vào cài đặt, không có một tí nữa. À, mình sẽ chỉnh lên 50. Độ nhạy, à cái này là tốc độ di chuyển, rồi cái này là độ zoom gì đấy. Nó chỉ 50 thôi. Bạn thấy vào game mà chỉnh là custom. Custom có nghĩa là tùy biến những cái phím trong màn hình. Còn ở ngoài thì ta không thể nào tùy biến được custom. Đó là một cái bất lợi đấy. Không biết tại sao rồi nhà phát triển nó nghĩ ra một cái hay như thế. Có thể chỉnh được tâm nhắm, đó. Mình sẽ chỉnh qua tâm tâm này cho nó hay nè. Tâm, mọi tâm luôn, chỉ được màu nhắm luôn. Yeah. Thôi, màu xanh đi cho nó nổi. Git code. Đó, cái này giống như. Rồi, thì trước khi đi zombie thì mình có giới thiệu qua một các bạn, đó chính là chế độ VR, Vision ấy. Vision hay Vira gì đấy, VR. Cái kính thực tế. Cái này là hỗ trợ cho các bạn là có kính thực tế ảo, chưa có thể chơi game trên kính thực tế ảo luôn. Kính thực tế ảo thì anh em có thể biết rồi. Nói chung là trên mạng bán đầy ấy. Đấy, chúng ta nhìn việc nhấn vào Open VR, rồi có phim. Đấy, các bạn thấy gì không? Khi mà các bạn đeo kính thực tế ảo, nó úp lên con mắt này này. Giống như các bạn đang xem một cái màn hình mấy ngàn inch trước mặt vậy. Nói chung là nó quá thôi, chỉ vài trăm inch thôi. Nhưng mà rất là phê. Các bạn phải nhấn vào. Thôi nhưng mà không nhấn. Rồi, khi mà muốn thoát ra thì các bạn nhấn mũi tên. Mình sẽ chơi một chế độ zombie này. Làm bài đâu nhỉ? Để kiếm lại nè. Quên trang nó làm bài nó nằm đâu rồi. Được rồi, làm bài nó nằm đây. Mình sẽ vào một cái map ngẫu nhiên nhé. Start nào. Đấy các bạn thấy không? Lại tiếp tục DT TD 123 và combo 205. Chắc chắn là sinh 2005 rồi. Lại gặp hai người Việt Nam. Việt Nam rất là đông. Đông hơn cả Tây và Indo nè. Ồ, mới vào biến quái à? Nhỏ ấy nha. Đây mình sắp xếp lại phím điều hướng cho các bạn xem này. Rồi một lát nữa mình sẽ nói những cái hay của zombie này. Đây, các bạn thấy zoom ra nhưng mà zoom bé tí không thể kéo qua bên kia được. Chúng ta chỉ kéo được phía trên này thôi. Này, vũ khí AK. Nhìn mình không có cảm tình mấy. Nhưng mà thôi, chơi nó vẫn hay. Đây, thay đạn này. Đổi súng này. Nhắm này. Bom, lựu đạn. HP này. Ngồi này. Di chuyển trong game này không được như tập kích đâu các bạn ạ. Nó di chuyển rất là khó khăn. Chắc là được rồi. Chắc là được rồi nhá. Cho bé cái này lại. Nó. Mình để bên góc này. Như vậy rồi. Như vậy là ok rồi. Như là nhấn nút sell lại. Đó. Rồi chơi nào. Ôi. Rồi. Thì trong cái độ zombie này nó khá là lạ ở chỗ rồi. Không phải 5 hiệp như chúng ta đâu, không phải 5 hiệp mà như tập kích là kiểu cộng, đánh làm sao thì đủ 5 hiệp đâu, cộng lại đâu. Nhưng mà 5 hiệp bên này là do bài thắng 5 hiệp thì do bài thắng, còn mà người thắng 5 hiệp thì người thắng. Chứ không phải là vẹo gì mới vào bài biến quái thôi. Chứ không phải là giống như là bên tập kích của mình.
bên tập kích thì chúng ta chỉ việc chơi. Miễn là sao là người và Zombie thắng được tổng cộng 5 hiệp là thắng. Còn đây là người phải thắng 5 hiệp, còn Zombie nếu mà muốn thắng thì phải thắng 5 hiệp luôn. Kìa. Hàng, từ từ. Di chuyển cực kỳ khó khăn. Di chuyển trong game này không giống bất kỳ một cái game nào. Rất là khó. Và Zombie chỉ có một loại quái một thôi. Chỉ có một loại hình Zombie một thôi. Nó mất đi tính đa dạng của game. Ui dồi, bạn thấy là cào à? Zombie cào cực kỳ ngáo đá luôn. Thế bây giờ hai ngón của mình kiểu không có chơi được ba ngón nữa. Lâu lâu thì nhảy phát, phải cong cả tay ra. Cong cả tay để mới nhảy được. Núp, ui. Đừng bắn tay em, từ từ để em hồi máu phát đã. 3-4 thằng mới đói cơ. Đây, các bạn thấy này. Đấy, các bạn có thể ngồi xuống, giống như tập kích, ngồi xuống, đứng lên, nhảy lên luôn. Nhưng mà không chia ba ngón, đặc biệt là như thế. Chưa kịp làm gì, sát sinh rồi. Đây anh khác thế. Được rồi, chúng ta lên lại nào. Và Zombie chỉ có một loại quá một thôi. Cái chế độ Zombie này, chế độ Zombie Hero này thì cái hay của nó chính là, đấy, Hero cầm súng chứ không phải cầm dao. Đấy, mình đã kill Hero thành công. Và Zombie bắn, khi mà các bạn bị Hero bắn ấy thì các bạn chết luôn. Còn mà cào Hero thì Hero chết luôn nhưng mà mất rất ít máu. Hero tới 56.000 máu gì đấy. Một lần cào là hình như 1k máu. Và chúng ta phải cào rất là nhiều lần. Mấy thằng đấy cầm cây mini zoom gold thành Hero hơi bị xúc sinh. Cố gắng cào trong vòng 1 phút nữa, không lại thằng nó thắng. Mình kết thúc cái video Zombie này sớm đấy. Yumi win, ok. Acer. Ôi, thắng luôn các bạn ạ. Vẫn chưa được trải nghiệm Hero bao giờ. Thôi có lẽ mình nên bắt đầu thêm một hiệp nữa đi. Mình đã ép video con này lên chất lượng Full HD rồi. Các bạn từng gió từng mm. Ok, các bạn thì lựa chọn map. Hồi nãy chơi map này được không? Chỉ có 2 map duy nhất thôi. Zombie thì chỉ có một loại. Còn người thì nhân vật. Đấy, combo 2005 Ara 123 Hùng đẹp trai và một bạn ở đấy mình chưa đọc kịp tên. Video này mình muốn chất lượng. Ô vai. Lại vào phòng giữa phòng này giống như kiểu là sa mạc ấy, map sa mạc của bên tập kích Việt Nam vậy. Đấy các bạn thấy không? Rất là giống sa mạc luôn. Nhìn vào là mình đã biết rồi, tại vì game nào cũng có một cái map giống như này. Kể cả tập kích, đột kích và truy kích nó cũng thế. Đều có một cái map giống như này. Và tỷ số bây giờ là 3-3. Mình dùng cây một bao na gôn với cả lục gôn. Chưa lần đầu chơi map này luôn anh em ạ. Cho nên hơi bừng ở. Nhớ thật là lần đầu chơi mình chơi map này luôn. Kiếm đường mà chạy hả? Không biết chạy đường nào. Nhiều thánh là có kinh nghiệm rồi thì chỉ truyền tải cho mình ngay, truyền thụ cho mình với. Thằng cao lắm. Dí một mình thôi. Mày ác thật. Nhắm mà chạy không được là cong đít. Cong đít rút lui. Qua đây. Có sợ gì mày? Ơ. Ô. Nó tốc biến kìa. Chết cha rồi. Nhậu cái. Mặc dù thêm một cái ảo nữa chính là các bạn đứng thằng tên thùng như này trong tập kích thì có thể là các bạn cào rất là dễ dàng. Nhưng mà trong này không thấy được. Đấy các bạn thấy không? Mình cào nó là khó khăn. Đây mình dí sát đầu nó nhưng mà không cào được. Đấy. Mà lộ lộ như thế là mà không cào được. Hơi đáng mệt. Đấy là một cái bất lợi. Thôi chỉ có hiến mạng thôi. Thôi đứng lên đấy thì nó ăn rồi. Vì là chơi map này lần đầu cho nên mình cũng chưa có thuần thuộc lắm. Chơi map trong game này lần đầu, còn mà map sa mạc này thì mình thuộc lòng rồi. Map sa mạc trong game tập kích hay là truy kích thì đều giống nhau thôi. Bố cục của nó các bạn thấy không? Rất là giống nhau. Dưới này đều có một cái hầm. Cái lỗ đấy để chui vào để làm gì ấy. Nếu ớ thì phải. Ở chỗ này cũng có giống như là sniper à. Ô anh bá nha. Giọng này thằng ốm như nên giọng nó kiểu như Sida đấy. Còn thằng đứng trên thùng kia mái không cao được. 4-5 con zoom.
tăng cỡ nào cũng thế. Thôi trời, nó bắn hết máu và thành hero vậy. Nó đứng ngoài lề. Úi dồi, cào đi. Óc chó này. Thôi em thua anh luôn anh ạ. Thôi anh làm gì anh làm đấy chứ em chịu rồi. Đứng bên mồm thế này mà không ăn được. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà chưa thấy rú sệ, chưa hết hồn mà. Cuối cùng là thành công. Kiếm thêm vài thằng nữa núp ở đâu rồi. Chắc là bên này. Map rộng nên tìm hơi khó. Zombie chỉ có một loại. Và chế độ zombie này phải nói mình đã giải thích từ đầu rồi. Gì Help Me đây, Deathfin. Và các bạn thấy này, đây cũng có một cái đường vào, chắc là tí mình thử thẩm du trong này được đấy. Núp chả biết đâu. Chắc vậy, tí mình sẽ đi vào nơi núp. Help Me gì đấy. Cứu tôi à. Bạn tội tình gì mà cứu. Là để kiếm thành hero, biến thành hero cho anh em xem. Phải đến núp biến được. Map này rộng quá, zombie nó cũng lười tìm. Hitman, Hookman win. Nếu mà trận này mà Hookman win thêm trận nữa thì có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc trận đấu đi sớm. Chuồn. Đấy, các bạn thấy là khi mà zombie biến thì nó sẽ cầm cây mini zoom và bắn zombie. Bắn là chết, giống như cây cầm dao vậy, chém là chết, cái đây bắn là chết, không hồi sinh. Rồi, phút cuối cùng rồi, thôi chuồn. Em vào đây, em núp, em thẩm du. Thì link tải vào hướng dẫn thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả cho các bạn. Các bạn chỉ việc tải về và cài đặt thôi. Cài đặt như một ứng dụng bình thường. Cái Qbox này các bạn có thể lên App Store và tìm. Lưu ý là hãy sử dụng App Store của Philippines, Indonesia hoặc là cái nước nào đấy của Đông Nam Á nhé, ngoài Việt Nam ra. Và các bạn không thể sử dụng không thể sử dụng tài khoản App Store của Việt Nam để tải game này được. Các bạn hãy tìm cho mình một cái tài khoản App Store của nước nào đấy, Indonesia chẳng hạn, hoặc là Malaysia để tải được. Chỉ có điều là Việt Nam nó bị loại thôi. Việt Nam tại vì phục kích nó mua về rồi cho nên chịu. Phục kích mua về rồi cho nên Garena không có quyền. Cái The King Box này không thể nào có quyền mà có thể sử dụng tới cái bản quyền của Việt Nam được. Lý do không được tải được trên App Store là như thế đấy. Còn link tải APK thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả video cho các bạn. Đây, đổi súng này. Các bạn thấy này, mình sẽ xoắn nòng ra. Đó, úi rồi, biến thành hero rồi. Quả này ngon. Biết ngay mà, núp là biến thành hero thôi. Có chiến thuật cả. Bắn trả được bao nhiêu nhưng mà núp biến thành hero tí thì đi cào từng đứa. Chắc còn 1 phút 40 giây rồi. Hero cũng có một phải nộp đạn nha anh em. Những cái hình mà đạn nổi lên mặt đường đấy, đó chính là đạn đấy. Chúng ta cần bổ sung đạn dược. Mấy cha mấy mẹ zombie chạy hết rồi. Chắc là bên kia. Đây. Mình sẽ bắn cho các bạn xem. Bắn rất là thốn. Mà cháu rồi chúng. Đó, một thằng này. Ui dồi ôi. Chết bà nào. Bố tổ. Nó cào rất là nhanh. 5.000 mấy máu không à. Các bạn thấy là game này mới hình thành thôi nhưng mà khá là ảo diệu. Ôi này, thằng dô này rất trâu quá. Hookman, zombie win. Đấy, chúng ta còn một trận cuối cùng. Lần này thì kiểu nào cũng kết thúc. Thì nếu anh em xem video cảm thấy hay, đừng quên để lại một like, như subscribe channel mình nhé. Like và share cho bạn bè này nếu mà thích từ game phục kích này. Sẽ sắp về Việt Nam rồi. Anh em đừng quên để lại một like, như subscribe channel của mình nha. Yeah. Nếu các bạn cảm thấy thích nữa thì đừng quên share video này cho bạn bè, người thân nếu mà các bạn muốn chơi. Link tải thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video cho các bạn rồi. Mình thấy nó khá là hay. Thay vì các bạn chém dao thì các bạn chém súng. Đây nó súng thì đương nhiên phải hơn dao rồi. Nhưng mà mình thấy bạn không hay lắm. Quái nó cào ảo quá. Ảo diệu quá. Thấy các bạn thấy không? Quái dưới kìa. Chúng ta vẫn có cộng phần trăm máu như là tập kích. Khi mà do mai cào càng nhiều thì mình sẽ được càng nhiều máu. Sẽ thêm được bắn được. Gọi là cái uy lực của súng được tăng lên. Thì nó bắn cái gì vậy?
Ok. Làm gì vậy? Lánh đạn à? Ô, núp vào anh em ơi. Chết cả lũ bây giờ. Đúng vô rồi. Hay quá. Hero chỉ được 5 giây. Thật sự là chưa được 5 giây luôn. Không hiểu tại sao nó cào rất là ảo. Và tổng trận đấu thì mình đã ghi được 11 chết không. Nói chung là khá là hay rồi. Thì nếu anh em cảm thấy thích, đừng quên để lại một like và subscribe channel của mình. Và một lần nữa hẹn gặp lại các bạn video sau. Chơi một ván lên level 6 luôn. Khá là hay. Chơi thích nhưng mà zombie với hero ảo quá. Có mỗi một con zoom thôi. Đấy, nhận tiếp tục nhận quà này. Đã lên level 7. Thôi rồi, xin chào, hẹn gặp lại video sau. À, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình nói nhanh quá, nó ngọng.